Hello, welcome back to my channel Start the game được không? Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. The Baby In Yellow. Live one. Like you. Take baby to wish. Tắt điện, sau đó thì đóng cửa vào. Night three. Ở đây thì mình sẽ phải tìm Starman. Đây rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ hai, Subway Surfers. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 3. Let's go. Ok, và mình sẽ chuyển sang game thứ 4. Play, race, hero. Rồi ok, tiếp tục nào. Poppy Glass. xung quanh ta khá là đông. Và bây giờ thì mình sẽ phải xử lý tiếp tục. Ở đây thì nó sẽ cộng rồi, cho nên các bạn không phải lo. Ok, let's go. Được 2100 rồi và mình sẽ tiếp tiếp. Rồi và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Start game. Ở đây thì mình sẽ phải log out. Cho những anh chàng này ra ngoài luôn. Ok, tiếp tục nào. Đã thành công. Start game. Wow, khá đông. Mình sẽ lùi lại một chút. Ok. Trước mắt đầu tiên thì các bạn phải lùi lại. Và sau đó sẽ tấn công dần dần, từng người một. Rồi, đã thành công. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 7. Single player. Rồi, và mình sẽ chuyển sang game thứ 8. ashes, we all fall down. Full of posy, ashes, ashes, we... So, Poppy Playtime. Chạy thôi. Ở đây trong vòng 30 giây, các bạn phải chạy thoát khỏi ánh trăng Poppy này và không bị anh ta bắt thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này. Chạy luôn. Ồ, mọi người bị bắt rồi. Hai người bị bắt rồi. Mình sẽ cố gắng cứu. Không làm gì rồi. Rồi, và mình sẽ hóa thân thành Poppy. Rồi, lại thành con người. Sau đó sẽ trốn thoát khỏi Poppy. Oh my gosh, tí thì bị bắt. Tàn hình rồi. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thắng rồi. Đó, thành công. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Poppy Playtime 2. Không hiểu sao Poppy này của mình chạy rất là chậm. Chứ nếu mà chạy nhanh như Poppy này thì chắc chắn mình sẽ thành công. Tốc độ rất là chậm luôn, dễ bị bắt rồi. Oh my god, mình sẽ chuồn theo anh chàng này đi. Wow, riêng biệt vậy. Ok, Squid Game 3D. Rồi, tiếp tục là tựa game cuối cùng. Oh man. Wow, cái này sẽ ngã tiếp rồi. Thẳng hết ở đây. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.